Rồi, ok, tiếp tục chuyên mục đánh răng mỗi tuần trong dịp lễ này. Thì đây là team full hay cỏ như tôi đã làm clip hôm qua. Và tôi sẽ cố gắng sử dụng con Venusaur Big Birdie của tôi. Mặc dù là đặt cái biệt danh cho đã vô cái game nó không có chịu cái biệt danh đó, mà kệ. Đây, bên kia nó sẽ có Ninetales gọi nắng, cho nên là mình không cần... Tôi nghĩ là mình không cần đem gọi nắng chi nữa, nhưng mà đem PC Code hỗ trợ cũng được. Xong rồi thì chắc vẫn là tổ hợp cũ, phải có Rillaboom và Ogapon nhỉ? Tôi không biết là mình có nên đem Winsicott hay không. Thực ra tôi cũng muốn xài Among Us, nhưng mà thấy trong cái đội hình này Among Us không có tỏa sáng lắm nếu mà đem theo. Bên kia nếu đem Among Us theo chắc có vẻ hơi bị lép vế xíu, cho nên là tôi chọn đội hình cũ vậy. Wujin thì tôi vẫn không xài nó thành thạo cho lắm, nên sợ là sẽ làm khùng làm điên. Để coi nha, bên kia cho con gì. Họ chọn thẳng Ninetales ra luôn, là để kích hoạt đặc tính Photosynthesis của Fertilman. Nói mà kệ, giờ vậy mà mình đỡ phải set up trời nắng chi cho nó mệt. Bây giờ câu hỏi đặt ra là con Flutterman bên đó nó sẽ biết chiêu gì? Nếu mà đã tự tin chọi con Flutterman ra rồi thì tôi nghĩ bên đó chắc sẽ có phương án đối phó với mình. Thôi, tôi nghĩ là mình sẽ ru ngủ con Flutterman đợt này bằng Sleep Powder. Đó, xong này tôi sẽ dùng Tailwind để out trình tốc độ tụi nó. Ủa, Terra? Terra con gì vậy? Flutterman. Ủa, sao họ lại Terra thành hệ thép ta? Chắc họ tưởng mình có Slug Bomb. Venusaur nhiều chiêu có thể học được quá. Ngủ đi cưng. Đó. Mặc dù là tôi biết điều kiện thắng của mình là phải hạ được Ninetales cái đã, nhưng mà ok, không sao, chúng ta chịu được. Pokéshot. Không sao cả. Bây giờ thì không biết là tôi nên sử dụng Earth Power vô con Ninetales hay là dùng quả cầu thời tiết vô con Flutterman ta. Không biết Ninetales có chiêu gì. Thôi thì mình cứ Terra đi, nhiều khi con Ninetales lại phun lửa cho mình nữa. Xong rồi thì tôi sẽ cho Whimsicott cấu được bao nhiêu máu thì cấu. Úi, rút về rồi. Con gì vậy? Ok, Ogapon. Thế cũng may là mình sẽ ra thành hệ đất, nhưng mà cũng nguy hiểm nhờ. Nếu mà không xử con Ogapon được trong đợt này là eo. Đâu mày? Rồi, đi luôn con PC có rồi, nhưng không sao. Xem đây. Được nửa cây máu, ghê. Đỉnh vậy. Giờ nên đảo con nào ra ta? Đảo Rillaboom ra, bây giờ là đem cúng cho nó luôn chứ làm gì nữa. Thôi nên đảo Ogapon ra đi. Dù sao nó hệ lửa với cỏ thì cũng kháng được hai con phía trước. Rồi bây giờ là tôi sẽ sử dụng Weather Ball một lần nữa. Mình đang tốc độ, mình đang out trình đó mà. Bảo vệ Ogapon đợt này. Đúng không? Giờ tốc độ mình đang nhanh hơn bên kia mà, cho nên là mình sẽ xử được. Chứ bên kia mà sử dụng Horn Leech là mình đi luôn. Bye bye. Tôi nghĩ nó sẽ bảo vệ chứ. Tôi nghĩ là nó sẽ bảo vệ con Ogapon của nó. Xong rồi con Ninetales này sử dụng Solar Beam. Chắc con Ninetales này không có Solar Beam á. Nếu nó có Solar Beam chắc nó hạ được con Venusaur của tôi rồi. Gliscor. Tôi có nên ru ngủ con Gliscor trong đợt này không ta? Để nó không kích hoạt được độc tố. Nhưng mà con Ninetales nguy hiểm quá.
Tôi nghĩ là tôi sẽ dồn hết sức đánh vô con Ninetales trong đợt này. Để coi sao. Ninetales nguy hiểm quá. Ui, nó có Focus Sash. Thôi giờ mình chọn đúng rồi. Dồn sức đánh vô nó là được rồi. Bye bye. Ok, giờ mình còn, bên kia còn Flutterman và con Gliscor này. Gliscor này làm gì? Oh, Tailwind á. Ok, ok. Bên mình hết Tailwind rồi. Ờ, bên kia sẽ nhanh hơn. Ok. Rồi, bây giờ câu chuyện là chúng ta nên làm sao đây? Làm gì đây? Tôi nghĩ là tôi sẽ sử dụng quả cầu thời tiết vô con Flutterman để coi. Chắc nó ăn không được nhiều đâu, nhưng mà cứ dồn sức đánh cho con này con Flutterman đi. À, nó còn ngủ, đỉnh. Venusaur của tôi quá đỉnh. Crab Hammer. Hãy xem đây. Chắc không nhiều máu đâu. Ủa? Sao hôm qua chưa up power không hạ được Chiyu mà quả cầu lửa lại hạ được Flutterman ghê vậy? Ồ, trong trời nắng chưa quả cầu lửa mạnh nhờ. Giờ tới mày. À, đúng Gliscor. Cũng cứng cựa quá chứ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ Weatherball vô. Ok, bên kia bỏ cuộc rồi. Yay, thế là trận đầu tiên đã vượt qua thuận lợi. Bây giờ chúng ta sẽ qua trận thứ hai. Rồi, bên kia bên kia có một đội hình rất là chuẩn mực luôn. Chuẩn 6 con đi đánh giải luôn. Còn đội hình của mình là ở một cái tầm khác rồi. Tầm 7, tầm 3. Kể vui là được. Để coi. Chẳng lẽ vẫn chọn 4 con cũ hả ta? Ừ. Kể đi. Vô. Chứ tôi không cảm thấy là đem con Omongus theo. Tôi cảm thấy không an tâm lắm, mặc dù nó mạnh đấy, nhưng mà lại phải bỏ mất một con Rillaboom. Bên kia nghỉ lâu quá vậy. Tôi để ý thường thường á, mà bên kia mà nghỉ lâu hơn mình á là bên kia sẽ thắng. Sao mà trơ trêu thế? Rồi. Con gì đây? Ồ. Hiểu luôn. Pokepon nước cùng với lại Incineroar. Quá chuẩn mực luôn. Không biết là con Ogapon đó bên đó nó sẽ làm trò gì đây. Tôi nghĩ là tôi không nên dùng trời nắng vào lúc này. Tôi nghĩ là tôi sẽ tôi không biết là bên con Incineroar đó nó sẽ dùng phay cao hay không. Biết bên có phay cao không ta? Nếu có phay cao thì nếu mà set up bây giờ thì con Whiskas uổng một lượt quá. Thôi Tailwind đi. Sắp hết thời gian rồi, Rồi. Không, ủa mình bảo không có phải cao á. Sao mình nghĩ nhiều vậy ta? Ui trời. My God. Tôi không nghĩ. Eo, cũng hơi đau đấy cưng à. Cái bệnh có phay cao á. Cái bệnh không có phay cao à. Hay là nó để dành phay cao tới cuối cùng. Tôi kể đi, bây giờ thì tôi nghĩ là tôi sẽ xử con Incineroar. Thôi ru ngủ nó đi, đó. Chứ chiêu up power không có hạ được Incineroar trong một lượt đâu. Giờ tốc độ mình nhanh hơn rồi. Ngủ đi cưng.
Mặc dù mất trang bị rồi nhưng mà cũng có 75% thành công luôn mình. Đấy. Còn Overpower làm gì? Ivy Curse rồi. Yeah hả? Tuổi. Ơi, nhưng mà bây giờ sao đây? Bây giờ thì tôi nghĩ tôi sẽ tấn công vô con Ogrepawn, rồi rút Venusaur về. Lấy con Ogrepawn của mình để xài chiêu Stomping Tantrum vô con Incineroar. Tôi cảm thấy là chiêu Earth Power không có đánh được con Incineroar bây giờ. Mà nếu mà Terra hình hệ đất cho con Venusaur thì thế nào con Ogrepawn bên kia cũng xử à. Đúng là một tổ hợp đáng sợ mà. Ogrepawn bên kia vừa có chiêu hệ nước vừa có chiêu hệ cỏ, cho nên Terra hệ đất không khôn lắm. Bây giờ thì sẽ cái tổ hợp này đáng sợ thiệt. Stomping Tantrum vừa con Incineroar vậy. À, nó có Follow Me á. Ok, ok. Ui, con quỷ này khó chịu nha. Ui, con cóc rồi. Ui, con Incineroar vậy rồi. Rồi, thấy mẹ rồi. Rồi, thương binh liệt sĩ luôn rồi. Eo, con Incineroar dậy sớm thế. Chưa bao giờ tôi ghét con mồm lèo này như vậy. Ủa, tôi ghét nó đó giờ rồi mà quên. Rồi, hết Tailwind luôn. Bây giờ mà đem Venusaur ra cũng không được. Thôi cho Rillaboom ra đi. Tôi sẽ fake cao. Tại Rillaboom chiêu Crash Decline có thể xử được Ogrepawn nước. Bây giờ thì mình cứ fake cao vô con. Không. Tính phay cao vô con Ogrepawn nước nhưng mà không được. Lỡ nó Spiky Shield thì sao? Tôi nghĩ mình nên đổi gió thôi. Phay cao vô con Incineroar. Xong sau đó thì trời đang nắng mà, cho nên là chiêu Ivy Curl sẽ xử được con Ogrepawn liền. Đúng không? Không đúng mình thốt. Được rồi, mày biết ăn cơm hớt là gì không? Đó, lại chạy đó cưng. Follow me. Tao cho mày follow me luôn. Mày đã chịu giùm nó ăn đòn của bà nội này con. Yeah. Phiền phức. Để tôi coi. Nhưng mà con Incineroar cứng quá. Không có cách nào xử được nó hết. Không có cách nào xử nó trong một lượt được hết. Ok. Flutterman đồ đất. Flutterman, tăng tấn công đặc biệt à. Bây giờ Crashy Clay. Xong sau đó là Ivy Curl. Không, tôi nghĩ tôi sẽ, đó, Terra lên để tăng công vật lý. Xong sau đó thì dùng Stomping Tantrum để xử con Incineroar. Tôi không nghĩ là con Incineroar có thể sống được sau đòn đó nhờ. Mình tăng một vật công vật lý lên, chẳng lẽ lại không xử được nó, đúng không? Nếu không được thì con đó là con quỷ rồi chứ không phải con mèo nữa. Flutterman được tăng thủ vật lý. Tới mày. Trời đất, tới vậy luôn rồi, nó còn sống mà. Trời, con này con quỷ. Oh my god. Gì Power Gem á? Không thể tin được. Tôi không nghĩ là con Flutterman có Power Gem luôn á. Rồi xong. Rồi giờ Incineroar Flare Blitz là đẹp luôn. Wow. Tuyệt vời. Tôi thấy này là tuyệt vời rồi đó. Ê, nó bị phản đòn mà nó vẫn còn sống. Trời đất ơi. Ôi ôi. Tao phải phục thù mày mới được con quỷ mồm lèo. Bây giờ còn có mình
Venusaur à. Cùng lắm chỉ có thể xử được con Incineroar bây giờ thôi. Tới cái lúc mà tụi nó đánh xong hết mình rồi đó, cái bắt đầu là hết trời nắng. Tuyệt vời. Thế là Venusaur không thể nào nhanh hơn tụi nó nữa luôn. Tuyệt vời luôn. Wow. Xuất sắc. Điểm 10 cho chất lượng luôn. Nó đánh mình cho chết hết trơn. Cái bắt đầu hết trời nắng. Tuyệt vời. Wow, Urshifu luôn. Các bạn biết tôi ngửi được mùi gì không? Mùi của sự thua cuộc. Tuyệt vời. Rồi, muốn làm gì làm đi. Trong trận này MVP phải là con Incineroar nha. Con Incineroar cứng quá vậy ta. Dồn hết sức đánh nó rồi đó, mà nó vẫn còn sống. Tức thật. Thêm con Flutterman biết Power Jam nữa. Tại vì thường con Flutterman sẽ không học chiêu này. Oh my god. Đỉnh đó. Thắng cũng xứng đáng à. Ok, chúng ta sẽ qua trận thứ 3 và chúng ta phải phục thù lại cho bằng được. Ha ha ha. Không gì có thể cản bước anh hết. Nhưng bây giờ bên kia có một đội hình cũng chuẩn VGC luôn. Có Landorus đồ ha. Con Landorus đó thì chắc không có trong trận này đâu. Bởi vì Landorus nó không học được chiêu hệ bay, trừ khi nó Terra Blast. Tôi nghĩ là tôi muốn sử dụng Obungus quá. Ok đi, tôi sẽ không sử dụng Rillaboom trong đợt này mà sẽ sử dụng Obungus. Để coi, Obungus mạnh mà. Không sử dụng Rillaboom mà sẽ sử dụng Obungus và Venusaur. Kể thua thì một bài học thôi. Rồi, bên kia lại chậm hơn mình nữa rồi. Đó là một tín hiệu không được khả quan, nhưng không sao. Không sao. Chúng ta đã rút kinh nghiệm từ đợt trước. Nhưng mà đợt này con có con Ogopon nước không vậy? Chắc chắn là có Ogopon nước với con Incineroar nữa rồi đó. Nhưng mà mạnh ha, con Ogopon nước đi chung với lại Incineroar quá đỉnh luôn á. Rồi, giờ Ogopon nước đi chung với lại Flutterman nha mọi người. Tôi sẽ Tailwind. Xong rồi tôi sẽ ru ngủ con Flutterman. Cái này là tôi liều. Bởi vì nhiều khi con Ogopon bên kia nó sẽ có Follow Me. Wow, tuyệt. Mấy người xài Ogopon nước ở thứ hạng cao toàn có Follow Me không ha. Ok, biết nó có Follow Me rồi thì dùng Taunt sao vậy. Tao cho free mày đợt này đó cưng. Để con Flutterman tại sao nó lại ra. À, vậy là con Flutterman này có Mystical Fire. Vậy thì sao? Chúng ta sẽ không bao giờ dựng trời nắng trong lúc này cả. Dựng trời nắng chỉ có chết thôi. Bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ xài Taunt vô con Ogopon nước. Xong sau đó là rút con Venusaur này về cho Omongus ra. Omongus nên ra những trận đầu tiên để ru ngủ. Xong rồi rút về bóng để hồi máu lại. Đi về đi cưng. Bây giờ tôi sẽ taunt để cho con Ogopon bên kia không có hút chiêu nữa. Và trong lúc đó thì mình sẽ ru ngủ con Flutterman bằng Spore. Oh. Không sao cả. Tôi sẽ Moonblast vô con Ogopon và ru ngủ con Flutterman một lần nữa. Ở đây điều kiện thắng của chúng ta là phải xử con Flutterman vì nó có chiêu Mystical Fire. Ok, nó đã rút con Ogopon về rồi. Đừng là Incineroar nha trời. Đánh với mấy con chuẩn VGC này mệt ghê á. Hãy xem đây, sức mạnh của thủy thủ mặt trăng. Ok, vậy cũng nhiều máu rồi. Tao chịu được. À ha, còn sống nha mọi người. Đủ để ru ngủ rồi đó. Mày vô giấc mộng dài đi cưng. À,
Bây giờ thì câu chuyện của chúng ta là làm sao để xử được con Incineroar nè. À, tôi nghĩ là tôi sẽ đổi con Whimsicott. Bởi vì bây giờ mà dựng trời nắng thì cũng không làm được gì hết. Chỉ có nước đem đội hình mình đem cúng cho tụi nó thôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ cho con Ugopon lửa ra. Và con Omongus có nên tear ra thành hệ nước hay là rút về ta? Rút về để hồi máu. Nhưng mà tôi nghĩ con Incineroar bên kia không thể nào mà tha cho Omongus được. Cho nên là nếu mà đổi, tôi nghĩ là tôi sẽ tear ra thành hệ nước, xong rồi ru ngủ con Incineroar cho nó an toàn cái đã. Nó dù sao Ugopon lửa cũng chịu được chiêu lửa mà. Bây giờ thì tear ra thôi cưng. Không có ai địch lại được Omongus mà tear ra thành nước hết. Anh này bất bại rồi. Đấy, thấy chưa? Thế nào nó cũng đánh vô Omongus mà. Đấy. Rồi, yên tâm được một chút rồi đó. Yên tâm được một chút. Bây giờ chúng ta sẽ dùng Ugopon. Hết Tailwind rồi. Tôi nghĩ bây giờ mình sẽ dùng Ugopon để xử đẹp con Flutterman, xong sau đó rút Omongus về. Để mà rút Omongus về đi, để mà cho Whimsicott ra tạo thêm Tailwind một lần nữa. Ok, đó là một chiến thuật tầm cỡ vũ trụ hay là tầm 7 tầm 3 không ai biết được. Ồ, nó dậy sớm vậy. Eo, con Flutterman dậy sớm quá. Nhưng không sao, lấy thịt heo ra mà chấm nước mắm nè cưng. Chó mày chết. Ui, nó có Focus Sash. Eo, lì thế. Đã lì như vậy rồi thì sao đây? Thì gõ thêm một lần nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ gõ nó thêm một lần nữa, xong sau đó mình sẽ xài Tailwind để tốc độ mình nhanh hơn. Mày hết đường cứu rồi con quỷ à. Hiya. Ủa, chật vật nãy giờ mới xử được có một con. Đỉnh. Raging Bolt. Wow. Wow. Lựa chọn tốt đấy. Bây giờ mình mà đưa con Omongus ra là con Raging Bolt đó nướng Omongus liền. Tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ Moonblast vô con Raging Bolt. Hy vọng mình sẽ có 10% giảm được công đặc biệt của nó thì sẽ an toàn hơn chút. Wow, nửa máu luôn á. Yeah. Giảm được công đặc biệt của nó rồi. Con này tôi không có hy vọng gì mà. Tức thiệt chứ. Con Incineroar quá cứng luôn. Rồi, không sao, mình mất một con què nhau nha. Ôi, chúng ta hòa nhau. Bây giờ con Incineroar. Incineroar bây giờ thì tôi đã đến lúc tôi nghĩ là sẽ cho Venusaur ra ngoài. Không biết nữa, Omongus ra lúc này thì hơi nguy hiểm. Omongus thay ra nảy nước rồi. Earth Power vô con. Dồn hết sức tấn công vô con Incineroar liền. Không để cho nó. Đương nhiên đời đâu có như là mơ cưng. Yeah, ít ra thì nó cũng không phí lượt này. Ê, được. Earth Power. Ok, không phí được này. Bên kia biết là điều kiện thắng của nó là phải giữ lại được con Incineroar, cho nên nó mới rút về.
còn điều chuyển thắng của mình là phải xử được hết mấy con này. Hệ cỏ nhiều điểm yếu quá, đi đâu cũng thấy điểm yếu của hệ cỏ. Nhưng mà ít ra thì Okapon nước không đe dọa lắm, trừ khi là nó cứ follow me liên tục. Tôi nghĩ bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục nhắm vô con Okapon, vì cỡ nào nó cũng sẽ follow me à. Nào, hãy cho tôi biết bạn có gì đi nào. Terra. Chết hết Terra con Raging Ball à. Ủa? Tại sao Terra có Okapon? À, là nó không nghĩ mình có chiêu hệ cỏ, đúng không? Vậy là mày nghĩ tao không xài chiêu hệ cỏ đúng không? Lầm to rồi cưng. Bye bye. Cái này là hơn. Cái này là hơn. Hơn đó nha. Còn con Raging Ball này làm gì? Tuổi gì? Nhiều đó không có đủ. À đúng rồi, nó bị hạ một bậc công đặc biệt rồi mà, cho nên sát thương nó gây ra không có lớn lắm. Rồi mình hết Tailwind rồi. Tôi nghĩ để an toàn. Rồi Whimsicott nãy giờ còn có miếng máu nhưng mà vẫn cứu đồng đội nhiều lắm nha. Whimsicott đỉnh đó. Mà cũng không ai để ý tới Whimsicott. Tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ Earth Power vô con Incineroar. Còn Whimsicott thì không biết nên Tailwind đợt này hay là mình dồn sức đánh con Incineroar nhỉ? Ừ, dám đánh thức đợt này lắm á. Cũng qua 3 lượt rồi mà, lỡ thức rồi sao? Chứ gì nữa, nó thức trước rồi, nó có phép cao. Wow. Ok, thế là chúng ta đã mất Whimsicott. Nhưng không sao, không sao cả. Chúng ta còn có bye bye mày luôn. Tuyệt vời. Rồi bây giờ bên rển còn một mình Raging Ball thôi. Hên. Ủa sao nó không có chiêu nào hệ điện khác hả? Sao nó không xài chiêu Dragon Pulse chứ lúc nãy? À chắc nó không nghĩ con Incineroar sẽ thức đợt này, cho nên nó muốn hạ tốc độ của hai tụi mình xuống. Ok cũng hên đi. Cũng hên đi là có ru ngủ đánh lừa được tụi nó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì đây, làm gì đây? Tôi sẽ ru ngủ con Raging Ball. Rồi, rất có thể con Raging Ball sẽ đánh vô con... Ủa? Tôi tưởng nó sẽ đánh vô Amungus chứ nó vẫn... À nó sẽ protect một lượt để hồi máu bằng Leftover. Và thế là chúng ta không thể nào ru ngủ được nó. Tuyệt vời. Tôi không sợ con Raging Ball này lắm vì thấy một chiêu Moonblast của con Whimsicott mà lấy được nửa máu con này rồi thì tôi không nghĩ con này được tăng theo hướng sinh lực. Chứ nếu mà nó được tăng theo hướng sinh lực thì không có tới mức đó đâu. Giờ sao đây ta? Tôi nghĩ là tôi sẽ hồi máu bằng Pollen Puff cho con Venusaur. Hên. Rồi tưởng con Venusaur chết đợt này chứ. Nó mà chết thì hơi chật vật á. Bây giờ thì... Ủa? Trượt rồi. Ôi ít ra thì cũng hồi được nửa cây máu cho Venusaur đi. Yeah. Rồi hai ta khỏe mạnh rồi đó. Giờ chơi với mày nè. Amungus đỉnh quá. Amungus giờ còn sống là đỉnh quá. Hỗ trợ siêu đỉnh. Bây giờ thì chỉ cần Earth Power vô nó thôi. Mình đầy đủ máu rồi, mình không còn sợ gì nữa. Còn con này thì mình sẽ phòng trường hợp mình sẽ ru ngủ nó một lần nữa. Ủa? Rồi bên đó bỏ cuộc. Yeah, thế là chúng ta đã phục thù lại được trận thứ 3. Và đó là team hệ cỏ xin mọi người. Quá mạnh. Hẹn gặp lại mọi người trong tháng sau. Tháng sau sẽ là tháng của những Pokemon huyền thoại cấp cao. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong tháng sau nha. Nghỉ lễ vui vẻ. Bye.